Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biến, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải viên, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Bệnh lạ của bà nội. Hiếu Hiếu, trong nhà xảy ra chuyện rồi. Hả? Có chuyện gì sao? Bà nội bị bệnh rồi, bị ngất xỉu. Hả? Nội ơi, nội bị bệnh hả? Nội không sao, mọi người không cần lo lắng. Mẹ, bây giờ mới ngất xỉu đó. Tối qua mẹ ngủ không ngon lắm, thật sự không sao đâu. Hiếu Hiếu, bà nội bị bệnh, bà có còn tâm trạng chơi được sao? Ba ơi, không phải nội nói không sao rồi mà. Người lớn tuổi đều không muốn thừa nhận mình bị bệnh, chúng ta phải dụng tâm để quan sát. Con hiểu rồi thưa ba, con phải giống như Hán Văn Đế, tận tâm tận lực chăm sóc bà nội, cha mẹ bệnh nếm thuốc trước. Con có thái độ như vậy là đúng rồi. Hiếu Hiếu, em sao vậy? Tiểu Sủng ca, anh giúp bà nội đi. Nội lớn tuổi rồi, thể chất suy nhược nên mới bị bệnh. Đây là rễ không trúc, dùng để nấu thuốc, người lớn tuổi uống vào có thể giúp cơ thể khỏe mạnh. Hả? Thật tốt quá, em đi nấu thuốc cho bà nội ngay đây. May mà thuốc không có đắng. Nội ơi, thuốc này có thể giúp nội khỏe lại, nội mau uống đi nội. Nội đã nói bao nhiêu lần rồi, nội không bị bệnh, nội không uống thuốc. Hiếu Hiếu, bây giờ nội không muốn uống thuốc, con đừng ép nội nữa. Nhưng mà bệnh của nội. Nội không bị bệnh. Hiếu Hiếu, con ra ngoài trước đi. Không hay rồi, bà nội lại ngất đi rồi. Hả? Nội ơi, nội không sao chứ? Để, con tới rồi à. Nội ơi, con là Hiếu Hiếu. Hiếu Hiếu sao? Nội ơi, nội đợi một chút, con lấy thuốc cho nội uống nha. Hiếu Hiếu, nếu em đưa thuốc cho nội uống như vậy, nội nhất định sẽ không uống đâu. Nội đã bệnh như vậy rồi, mà còn không chịu uống thuốc sao? Muốn đút thuốc cho người già thì phải dỗ dành mới được. Dỗ dành? Nội ơi, nhìn nội có vẻ khỏe hơn nhiều rồi đó. Thật sao? Nội nói rồi mà, nội đâu có bệnh. Nội ơi, nội có muốn đi ra ngoài chơi hay không? Muốn chứ. Mọi người đều không cho nội ra ngoài. Để, con đưa nội ra ngoài chơi đi. Nội ơi, con không phải để, con là Hiếu Hiếu. Đúng rồi Hiếu Hiếu, chúng ta ra ngoài chơi đi. Nội ơi, nếu nội muốn ra ngoài chơi thì phải uống nó trước đã. Đây là thuốc, nội không uống, nội không có bị bệnh. Nội ơi, đây không phải là thuốc trị bệnh, là sản phẩm dinh dưỡng. Sản phẩm dinh dưỡng sao? Nội uống xong có thể đi nhiều nơi hơn. Nội không muốn hay sao chứ? Muốn, nội đương nhiên muốn rồi. Nội ơi, nội uống đi.
Cái này nguội nguội rồi sao uống được? Xin lỗi nội, con đi hâm nóng lại cho nội nha. Để sao vậy con? Để em hét gì vậy? Trong phòng bếp có một bóng người khổng lồ. Không phải chứ, khi này ở trong bếp có một mình anh thôi à. Để chắc cho em qua mắt thôi. Có lẽ vậy. Được rồi, đem thuốc cho bà nội uống thôi. Nội ơi, nội xem tụi con là ai nè. Con là Hiu Hiu, còn con là Đế Đế, còn con là Tiểu Quế. Nội ơi, cuối cùng nội cũng khỏe lại rồi. Ngươi là ai? Hả? Tiểu Sủng Ca, anh sao vậy? Em là Hiu Hiu nè. Hiu Hiu, em, sao em lại biến thành như vậy? Hả? Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy chứ? Hiu Hiu, có phải em uống thuốc của bà nội không? Em chỉ nếm thử chút thôi. Sao em lại nếm thuốc? Em học theo Hán Văn Đế, cha mẹ bệnh nếm thuốc trước đó. Em đã hiểu lầm ý nghĩa con này rồi. Hả? Đó là thái độ hiếu kính trưởng bối. Nếu là thuốc đông y thì có thể nếm thử xem thuốc có quá nóng hay quá lạnh không. Thuốc tây hay các loại thuốc khác nhất định không được thử lung tung, sẽ rất nguy hiểm. Rễ không trúng cũng có nguy hiểm sao? Rễ không trúc là thuốc dành cho người lớn tuổi, có thể chất hư nhược. Người trẻ tuổi uống vào thì trong cơ thể sẽ hội tụ một lượng lớn năng lượng, cơ thể sẽ xảy ra biến dị. Làm sao để phóng thích năng lượng hả? Đem năng lượng phóng thích ra ngoài thì sẽ không sao. Vậy phải làm sao? Anh ơi, ăn cơm thôi. Hả? Em không thể để mọi người nhìn thấy bộ dạng này của em. Hiếu, đó là anh sao? Hiếu xảy ra chuyện rồi. Hiếu xảy ra chuyện gì vậy? Bà nội đừng lo lắng. Rốt cuộc Hiếu đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy biến thành người khổng lồ da đen chạy mất rồi. Hả? Mẹ. Hiếu, về nhà thôi. Em không về đâu. Bà nội lo lắng cho em lại ngất xỉu rồi. Hả? Bà nội không sao chứ? Cho dù biết thành bộ dạng thế nào cũng nên về nhà để bà nội biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này... Trị liệu tinh thần còn quan trọng hơn trị liệu bằng thuốc thang. Chỉ cần ở bên cạnh bà nội để bà nội yên tâm, tâm tình tốt, bệnh tình tự nhiên sẽ tốt lên. Hả? Mọi người đừng sợ, em ấy là Hiu Hiu. Hiu Hiu. Nội ơi, con trở về rồi. Để nội phải lo lắng, con xin lỗi nội. Con là ai vậy? Mẹ đừng sợ, đó là Hiu Hiu đó. Anh là ai vậy? Sao lại gọi tôi là mẹ? Bà nội không sao chứ? Con lại là ai vậy? Xem ra bà ngoại mất trí nhớ rồi. Hiu Hiu, con đừng buồn, con sẽ không sao đâu. Hiu cảm động trời. Khi nãy con đi lấy đồ ăn cho mẹ, quay lại thì không thấy mẹ đâu. Hả? Chúng ta chạy vô ra tìm đi. Bà nội. Bà ơi, bà ở đâu? Mọi người đang tìm bà sao? Đúng vậy, bà có nhìn thấy không? Khi nãy mình thấy một mình bà trên cổng thành đó. Hả? Mẹ cẩn thận đó. Bà ơi, mau xuống đi. Nội ơi, nguy hiểm. Nội ơi, nội yên đó. Con lên đón nội xuống nha. Hả?
Nội ơi. Ba ơi. Mẹ, mẹ có sao không? Bà nội. Hiu hiu. Nội ơi, nội khôi phục trí nhớ rồi. Anh ơi, anh cũng không sao rồi. Nhất định là khi nãy Hiếu Hiếu không mà nguy hiểm cứu bà nội, trong lúc vô ý đã đem năng lượng tích tụ trong cơ thể phóng thích ra ngoài. Nội ơi, sau này dù có xảy ra chuyện gì, con cũng ở bên cạnh nội, con không rời xa nội nữa đâu. Các bạn nhỏ ơi, xem xong câu chuyện hôm nay, các em có thu hoạch gì không? Đúng vậy, khi cha mẹ bị bệnh, chúng ta phải ở bên cha mẹ, chăm sóc cha mẹ. Trị liệu tinh thần luôn quan trọng hơn hiệu quả trị liệu của thuốc men. Đặc biệt là cha mẹ càng lớn tuổi, có rất nhiều khi là do lo lắng cho con cái, bệnh tật do tâm lý gây ra. Cho nên chúng ta phải khiến cho cha mẹ yên tâm. Câu chuyện hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lần sau. Nam mô